Chào các bạn, cá kiển Hà Lan nhiều vùng còn gọi cái tên khác nhau là cá hạt lựu, cá hồng mi. Loài cá này đa dạng về màu sắc, tốc độ sinh sản nhanh. Chúng thích ứng tốt với nhiều môi trường sống khác nhau. Chúng được phân bố chủ yếu ở khu vực Mexico và miền Trung nước Mỹ. Cá Hà Lan là giống cá có hình dáng giống với cá bình tích, song kích thước nó nhỏ hơn. Chiều dài kích cỡ của chúng được so sánh tương đương giống với cá bảy màu, dao động từ 6 đến 9cm. Cá sở hữu phần đầu thuôn dài, phần bụng căng tròn, thân cá ngắn, lưng cong. Chính đặc điểm này tạo ra chúng có nét độc đáo, nhìn một lần để có thể nhận ra. Cá có màu sắc rất đa dạng với dải màu rực rỡ như vàng, cam, đỏ, tím, hòa quyện đẹp mắt trên thân. Song phổ biến hơn cả là cá Hà Lan có đốm đen hoặc có thân màu đỏ. Cái cảnh Hà Lan rất dễ sinh sản, trung bình một năm chúng có thể sinh từ 2 đến 3 lứa, mỗi lứa dao động từ 20 đến 50 con. Khi chuẩn bị sinh sản, bạn cần chuẩn bị một bể riêng để không gian rộng rãi khoảng 10 đến 20 lít nước để chứa đủ số lượng cá con vừa mới chào đời. Khu vực sinh sống ưa thích của loài cá này là các hồ cá thủy sinh, có nhiều cây thủy sinh. Song điều gì cũng có sự vừa đủ và phù hợp, cá cũng cần có không gian thoáng đãng, rộng rãi để phát triển và hoạt động. Hồ cá nên được để ở những nơi thoáng mát, có lượng ánh sáng vừa phải, tránh những nơi ẩm ướt và tối tăm.